Xin chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, tử vi năm 2020 của tuổi Bính Ngọ dự đoán vào năm Tý thì bạn sẽ có một lịch trình làm việc bận rộn nhưng cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng. Tài lộc có thể may mắn đến từ nước ngoài. Khi mà có quan hệ giao tiếp, cố gắng không uống hoặc là hút thuốc quá nhiều vì những thứ đó có hại cho sức khỏe của bạn. Lập kế hoạch đầu tiên trước khi tiến hành trong công việc. Nếu không, bạn có thể gặp phải thất bại do kết quả. Nói chung thì năm 2020 không phải là thời điểm tốt để những người sinh năm 1966 khám phá thị trường trong kinh doanh. Bạn nên cần phải làm quen với những người nổi tiếng và đáng kính để có thể giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn. Trong thời gian giải trí thì bạn có thể đọc một số sách và tìm hiểu thêm kiến thức liên quan đến việc kinh doanh. Bằng cách này, chuyên môn, chuyên nghiệp của bạn sẽ được cải thiện rất nhiều. Năm 2020 theo âm lịch là năm Canh Tý, ngũ hành thổ, bích thường thổ, là tuổi con chuột, là con giáp đứng đầu trong 12 con giáp. Được tính từ ngày 25 tháng 1 năm 2020 cho đến hết ngày 11 tháng 2 năm 2021 theo dương lịch. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, nạp âm ngũ hành là thiên hà thủy, đa phần đều là người nhàn hạ, thích hợp để sống bằng nghề thủ công, thịnh vượng ở tuổi trung niên. Trong năm nay thì mệnh chủ sẽ cần phải chú ý nhiều về các bệnh liên quan tới thận. Ngoài ra khi mà đi lại, tham gia giao thông, tham gia các hoạt động thể dục thể thao, mệnh chủ cần phải chú ý nhiều hơn để tránh gặp phải những tai nạn liên quan tới xương cốt. Bính dương hỏa gặp canh dương kim là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc, chú ý tất cả các phương diện. Trong năm Canh Tý 2020 này thì mệnh chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 sẽ có những khó khăn trong cuộc sống và công việc của mình. Mệnh chủ cần phải chú ý nhiều hơn, đối với cuộc sống hàng ngày thì cần phải chú ý các quy định, quy kỷ, không nên vi phạm. Trong công việc cần phải chú ý nhiều về các điều khoản hợp đồng nên tìm hiểu kỹ càng trước khi tiến hành ký kết. Về vấn đề liên quan tới sức khỏe thì mệnh chủ sẽ cần phải chú ý các bệnh liên quan tới đầu óc như nhức đầu, mất ngủ, các bệnh liên quan tới hệ thần kinh. Tổng quan về vận hạn của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 vào năm Canh Tý 2020. Sao chiếu mệnh và vận hạn của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 nam mạng. Trong năm 2020 là 55 tuổi bị sao La Hầu chiếu mạng, hạn tam kheo và vận niên dương hồi ngàn. Sao La Hầu là sao chính thất kiến hung, nên bị sao La Hầu chiếu là xấu đối với cả nam và nữ, nhưng kỵ với nam giới nhiều hơn, nhất là vào tháng riêng và tháng 7 âm lịch. Trong năm này thì có thể gặp phải tranh chấp liên quan đến pháp luật, công quyền, tranh cãi, ăn nói thị phi, tai nạn, bệnh tật và đau máu huyết, hao tài, ảnh hưởng đến cả gia đình. Cần phải đề phòng gặp nạn về công danh sự nghiệp. Hạn tam kheo là hạn chủ về sức khỏe, người gặp hạn tam kheo thì nên chú ý bệnh về khớp, tránh những nơi ẩm thấp, nên đến những chốn đông người, tránh kích động khi gặp phải những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì dễ dẫn đến chấn thương do xô xát. Ngoài ra thì gặp hạn tam kheo cần phải đề phòng những chấn thương ngoại khoa như là tay chân xương khớp. Sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 nữ mạng. Tuổi Bính Ngọ 1966 nữ mạng trong năm 2020 là 55 tuổi, bị sao Kế Đô chiếu mạng, hạn tiên tinh và vận niên dương hồi ngàn. Sao Kế Đô là sao tam cửu khắc bi ai, nên cả nam và nữ nếu bị sao này chiếu mệnh thì đều coi là xấu. Tuy nhiên thì nữ giới cần phải kiêng kỵ nhiều hơn nam, đề phòng vào tháng 3 và tháng 9. Có câu nam La Hầu, nữ Kế Đô là muốn nói đến sao khắc kỵ của nam và nữ. Nam giới đều gặp sao này thì cứ sinh hoạt bình thường, nếu có điều kiện bất trắc xảy ra thì cũng không cần phải quá lo lắng. Tuy nhiên thì đàn bà khi gặp phải sao nào chiếu mạng mà có thai thì lại hên may lạ thường. Cái hên nó còn ảnh hưởng đến cả người chồng. Khi sinh sản cũng được yên lành, nếu không có thai nghén thì người đàn bà sẽ bị lao đao lận đận, làm ăn gặp nhiều trở ngại. Hạn thiên tinh chủ về sức khỏe, những người gặp hạn này thì dễ gặp vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là ngộ độc khi ăn uống. Khi có đau ốm thì song song với việc chữa trị, phải thành tâm cầu xin trời Phật phù hộ độ trì thì bệnh tình mới mau chóng thuyên giảm. Với những người phụ nữ mang thai thì cũng dễ bị ngộ độc nếu trèo cao hoặc là cố lấy những đồ vật trên cao, dễ bị té ngã. Phương án kích hoạt cho cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Phương án thứ nhất đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng công ty.
theo tuổi tam hợp hóa ngũ phúc dần, ngọ, tuất, hóa, hỏa vào các tháng dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, dậu, tức là các tháng 1, 2, 3, 4 và tháng 4 nhuận, tháng 8 âm lịch. Nếu mệnh chủ có tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi này trong tam hợp thì cần phải chú ý những tháng trên. Nếu tiến hành vào những tháng này thì rất hanh thông, thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi Tuất thì chọn ngày hoặc là giờ dần. Và ngược lại, nếu mệnh chủ tiến hành kết hợp làm ăn với những mệnh chủ tuổi dần thì sẽ chọn ngày giờ là Tuất. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, bính hợp tân hóa thủy vào những tháng thìn, tỵ, mùi, thân, dậu, hợi, tý, tức là các tháng 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 âm lịch. Vậy nên, nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là tân, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi tân như là tân dậu 1981, tân mùi 1991, tân tỵ 2001, tân hợi 1971, tân sửu 1961. Tuổi thiên lộc. Tuổi thiên lộc thì mang lại tài lộc, may mắn về mặt tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi thiên lộc của Bính Ngọ sinh năm 1966 sẽ là tỵ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên. Tân tỵ 2001, quý tỵ 1953, ất tỵ 1965, đinh tỵ 1977, kỷ tỵ 1989. Tuổi dương quý nhân là người hỗ trợ, giúp đỡ mình, biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh, chồng con. Dương quý nhân của Bính Ngọ sinh năm 1966 sẽ là hợi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau. Tân hợi 1971, quý hợi 1983, ất hợi sinh năm 1995, kỷ hợi 1959, đinh hợi 2007. Tuổi quý âm nhân là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm quý nhân của Bính Ngọ 1966 sẽ là Dậu, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Quý Dậu 1993, Ất Dậu 2005, Tân Dậu 1981, Đinh Dậu 1957, Kỷ Dậu 1969. Do Tý Ngọ là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh sẽ cần phải chú ý, hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Tý. Nếu tiến hành thì cần phải có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra thì Ngọ, Mùi thuộc bộ lục hợp nên việc chọn tuổi những mệnh chủ tuổi Mùi trong trường hợp này sẽ rất là cát lợi. Tuổi Thiên Mã. Tuổi Mã liên quan đến vận động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Bính Ngọ 1966 sẽ là Thân, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Nhâm Thân 1992, Giáp Thân 2004, Bính Thân 1956, Canh Thân 1980, Mậu Thân sinh năm 1968. Vị trí cung tài lộc và cung quý nhân trong trạch đất: Tỵ tại phương vị Đông Nam 157,5 độ, Hợi tại phương vị Tây Bắc 337,5 độ, Dậu tại phương vị Tây 277,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần phải chú ý luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng nhà mình. Phương án tiếp theo đó là chọn hướng nhà, cửa hàng và văn phòng. Xét đến kim lâu thì năm 2020 canh tí, gia chủ 55 tuổi, theo cách tính kim lâu từ trước tới nay, trong năm này, mệnh chủ sẽ không phạm phải kim lâu. Nếu có tiến hành xây dựng mà tuổi hợp với trạch đất nhà mình, sẽ có thể động thổ cho căn nhà của mình. Năm 2020 canh tí, gia chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 sẽ là 55 tuổi nên không phạm phải hoàng ốc. Còn xét đến tam tai, năm mệnh gia chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 sẽ cần phải tránh các năm tam tai Thân, Dậu, Tuất. Năm nay, theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ không phạm phải tuổi Đại Kỵ tam tai. Vậy nên, nếu có xây dựng mới, gia chủ tuổi Bính Ngọ 1966 nam mệnh sẽ có thể tự đứng ra động thổ cho trạch đất nhà mình được và không cần phải lo lắng điều gì. Tiếp theo chương trình thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về cát hung vận khí của từng hướng nhà khi mà kết hợp với gia chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966.
với nam mạng Bính Ngọ 1966 sẽ thuộc cung Đoài Kim, sát theo cung mệnh thuộc tay tứ mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt của tay tứ trạch, đó là tay phục vị, tay nam thiên y, đông bắc diên niên, tây bắc sinh khí. Ngoài ra cần phải tránh bốn hướng xấu của đông tứ trạch, đó là bắc họa hại, đông tuyệt mệnh, đông nam lục sát, nam ngũ quỷ. Với nữ mạng Bính Ngọ sinh năm 1966 cung Cấn Thổ, xét theo cung mệnh thuộc tây tứ mệnh, vì vậy hợp với bốn hướng tốt là đông bắc phục vị, tây bắc thiên y, tây diên niên, tây nam sinh khí. Ngoài ra sẽ cần phải tránh bốn hướng xấu thuộc đông tứ mệnh, đó là nam họa hại, đông lục sát, bắc ngũ quỷ, đông nam tuyệt mệnh. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bầu thuộc mộc, hướng đông nam, tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hanh thông thuận lợi. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc, hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách hứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty hay là nhà hàng. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà hướng được diên niên là sao vũ khúc thuộc kim, hướng tây bắc, tượng quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hướng được thiên y thuộc sao cự môn thổ, chủ quản tại hướng đông bắc, tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, xúc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà phạm vào họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ, hướng tây nam, tượng quái là khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn, gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tượng quái là đoài, phạm cung tuyệt mạng, có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng phạm vào lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ về chuyện thị phi, khiến cho tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến cho tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà thì gặp phải nhiều chuyện không như ý. Mệnh chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 cần phải chú ý chọn cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi, viên mãn. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ sẽ cần phải chú ý nhiều hơn, đó là két sắt. Đây là vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, trấn giữ tài lộc cho nhà mình. Thường thì sẽ cần đặt để vào các vị trí kín ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt để lý tưởng nhất, thường đặt đó là phương vị tài lộc của mệnh chủ. Và tiếp theo đó là bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy mà người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn, thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cần phải đầy đủ và trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trong video hướng dẫn chi tiết ở trên kênh.
Thường việc đặt ban thờ thần tài, các gia chủ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình, nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí sẽ cần phải tuân theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà. Tại phương vị quý nhân của mình thì gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có tài lộc thì chắc chắn phải có hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn sẽ như bông hoa sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian xanh như là cây ngọc ngân. Trong phong thủy, cây ngọc ngân cũng có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào. Đây là loại cây mang đến sự may mắn và nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng, xen lẫn nhau hài hòa, tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Ngọc ngân có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại, đem đến không gian trong lành, tươi mát. Ngoài ra, đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây kim ngân theo quan niệm của người Đông Phương là loài cây thu hút nhiều tiền tài, bởi kim ngân có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, chủ nhân sẽ luôn gặp được may mắn, thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của loài cây này là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau nên được đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa trong phong thủy, mang đến sự may mắn, sức khỏe và vững bền trong sự nghiệp. Lá cây thì có hình trái tim, đường vân màu vàng trắng đẹp mắt. Vì vậy, đây là loại cây phong thủy hợp với những tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Kích hoạt tài lộc cho năm 2020. Năm 2020 theo sơ đồ cửu tinh thì các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao Nhất Bạch, Bát Bạch và Cửu Tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra, đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần phải chú ý, do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên các vị trí này mệnh chủ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Cuối cùng, việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu sắc xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp cho mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 sẽ áp dụng được đối với các doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc thắc mắc của mình ở phía dưới ô bình luận để được hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng với đội ngũ tư vấn hỗ trợ từ thầy. Sự góp ý chân thành của quý anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi và ứng dụng phong thủy vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.